Pháp sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng trước tiên phải chứng tỏ một số cam kết cụ thể và nguyện vọng thật sự muốn rời rời kho hạt nhân và phi đạn đạn đạo, theo lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ngày 15 tháng 10. Pháp, cường quốc hạt nhân và là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, không trực tiếp tham gia vào các cuộc thương lượng giữa Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ hướng tới phi hạt nhân hóa khu vực. Tuy nhiên, theo giới ngoại giao, với hiểu biết của Paris về hạt nhân, pháp có thể đóng vai trò trong việc giải giới các đầu đạn hạt nhân hoặc trong việc thu nhận nguyên liệu hạt nhân